đại biểu Lê Thanh Vân và đòn thù của Tô Đại trong đại án Mobile Phone mua AVG. Cũng như cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Lê Thanh Vân lâu nay vẫn được coi là một trong những tiếng nói gai góc, khó nghe đối với một số lãnh đạo cấp cao trong ngành tư pháp. Vào ngày 10 tháng 7, ông Lê Thanh Vân đã bị cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Thái Bình khởi tố và bắt giam. Đây được xem là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra đối với ông Lưu Bình Nhưỡng khi bị khởi tố vào tháng 11 năm 2023. Công luận nghi ngờ và đặt câu hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy chủ trương nhằm triệt hạ những tiếng nói phản biện của các đại biểu Quốc hội để Chủ tịch Tô Lâm tiến tới độc chiếm nghị trường Quốc hội hay không? Theo giới thạo tin, không hẳn phải là như vậy, mà khả năng cao vụ bắt giữ ông Vân có liên quan đến những ý kiến cho rằng ban lãnh đạo Nghệ Tĩnh đã và đang chuẩn bị đợt đại hồ sơ vụ án Mobile Phone mua 95% cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu AVG của ông Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, để làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch Tô Lâm. Đây là một đại án với sự thông đồng của hàng loạt các quan chức lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông qua hai đời Bộ trưởng và các ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn đã làm thất thoát của nhà nước khoảng 7.000 tỷ đồng để chia nhau. Trong đó, Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm lúc đó phải chịu trách nhiệm chính khi lạm dụng quyền lực để ban hành các văn bản thuộc loại mật nhằm che giấu trong quá trình thanh tra và điều tra vụ án vừa kể trên. Tuy nhiên, do sự che chắn của giới chức lãnh đạo cấp cao, vụ án nói trên chỉ bị xét xử duy nhất một phiên sơ thẩm, không có phiên xét xử phúc thẩm, và ông Tô Lâm thoát tội một cách ngoạn mục. Tờ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 11 năm 2017 khi đó, trong bản tin với tiêu đề đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn vụ Mobile Phone mua AVG. Bản tin cho biết tại phần chất vấn Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn sáng ngày 17 tháng 11 năm 2017, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội đã chất vấn về thương vụ AVG Mobile Phone. Theo đó, đại biểu Vân đặt vấn đề như sau. Chất vấn của tôi chỉ liên quan đến một vấn đề với ba câu hỏi ngắn, gọn và tôi đề nghị Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trả lời rành mạch, cụ thể, từng câu. Từ nhu cầu nào và dựa vào cơ sở nào mà Mobile Phone đã dùng vốn chủ sở hữu của nhà nước để mua AVG? Giá trị đích thực của thương vụ này là bao nhiêu? Từ ngày được Mobile Phone mua về đến nay, AVG hoạt động như thế nào? Có tương xứng với giá trị đồng vốn bỏ ra hay không? Theo giới quan sát, những câu hỏi gai góc như thế này của các đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Lưu Bình Nhưỡng được cho là đã đổ thêm dầu vào lửa. Điều đó đã khiến Tổng Trọng yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương khẩn trương kiểm tra, kết luận làm rõ đúng sai với trách nhiệm của dự án đầy nghi vấn này. Vào ngày 8 tháng 3 năm 2018, Ban Bí thư dưới sự chủ trì của Tổng Trọng đã kết luận đây là một việc hết sức nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Cho đến ngày 14 tháng 3 năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chuyển Bộ Công an khởi tố điều tra vụ án này. Theo hồ sơ điều tra của Thanh tra Chính phủ về vụ Mobile Phone mua cổ phần AVG đã kết luận như sau. Công ty AVG chỉ có giá trị ròng khoảng 1.900 tỷ đồng, nhưng được thổi giá lên tới 8.900 tỷ đồng. Vì vậy, Mobile Phone làm thất thoát ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó thiệt hại mua nợ phải trả AVG là 1.134 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2019, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và kết án. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bị phạt tù chung thân, Trương Minh Tuấn bị phạt 14 năm tù, Chủ tịch Hội đồng thành viên Lê Nam Trà bị phạt 23 năm tù, cựu Tổng giám đốc Mobile Phone Cao Duy Hải phạt 14 năm tù. Ngoài ra, hàng loạt các quan chức nhà nước khác có liên quan đã nhận các bản án trừng phạt thích đáng. Tuy nhiên, bị cáo Phạm Nhật Vũ với cáo buộc đưa hối lộ với số lượng lớn nhưng chỉ bị phạt có 3 năm tù. Đáng chú ý, liên quan đến giao dịch mật, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã cố ý đưa giao dịch này vào danh mục mật của nhà nước. Đó là các công văn do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã ký gửi Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, cũng như công văn của Bộ Công an gửi lại Bộ Thông tin và Truyền thông. Đây là hai công văn tối mật và đã được chấp thuận. Trong đó có cấm không được thông tin tuyên truyền thương vụ nghìn tỷ ra dư luận do sợ người dân hiểu nhầm. Được biết, tòa có gửi văn bản tới một số cơ quan đề nghị giải mật các tài liệu, song cho đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.
quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin đại biểu Lê Thanh Vân và đòn thù của Tô Lâm trong đại án Mobile Phone mua AVG. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Vì sao nếu không thay đổi, Tô Lâm sẽ không dễ trở thành Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14? Kể từ cuối năm 2023 cho đến nay, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã khá thành công trong việc lấn lướt quyền lực của Tổng Trọng. Một trong những nguyên nhân chính được giải thích khá thuyết phục là do ông Tô Lâm và Bộ Công an đã dựa vào kho tàng Big Data. Đó là các hồ sơ đen nhúng chàm của tất cả các quan chức lãnh đạo Việt Nam, từ Trung ương cho tới địa phương. Bất kỳ ai nếu bị Bộ Công an chọn lật hồ sơ thì cũng đều dính chấu cả. Vấn đề là hồ sơ đen này được ông Tô Lâm chọn lựa như thế nào và quyết định trừng trị ai để mà xóa sổ những ai mà thôi. Các nhân vật lãnh đạo cấp cao nhất hàng tứ trụ Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và nhiều quan chức khác cỡ ủy viên Trung ương Đảng là các bí thư, chủ tịch các tỉnh, thành phố khi bị Bộ Công an xướng tên thì chỉ biết cúi đầu tâm phục trước các bằng chứng xác đáng, chính xác của Bộ Công an. Tuy nhiên, câu trả lời vừa kể trên vẫn chưa đủ trước các biến động chính trường và trên thế giới, đặc biệt là quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hết sức phức tạp và khó có thể xác định các biện pháp của Trung Quốc nhằm gia tăng sức ép với ban lãnh đạo tại Hà Nội thông qua hai đồng minh chiến lược lâu đời của Việt Nam là Lào và Campuchia. Cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được đánh giá là một trong những lãnh đạo Việt Nam đủ trình độ để có thể lèo lái Việt Nam vượt qua những khó khăn kể trên, đồng thời đổi lại Chủ tịch nước được ban lãnh đạo cấp cao ưu ái cho một số yêu cầu có thể chấp nhận được. Việc Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tâm Quang, một ủy viên Trung ương Đảng được hơn 3 năm, chưa đủ tiêu chuẩn đã trở thành ủy viên Bộ Chính trị, nhưng do tài quyền biến của Tô Lâm đã mở trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Điều này gây ra sự kinh ngạc lớn của công luận, nhưng thực chất thành công của Lương Tam Quang không phải nhờ tài năng của Tô Lâm mà do sự ưu ái của tập thể lãnh đạo mà thôi. Trước đại hội Đảng lần thứ 13 vào năm 2021, tiểu ban nhân sự đã có kế hoạch điều Thứ trưởng Lương Tam Quang về Nghệ An làm một khóa bí thư để tráng men nhằm có cơ sở để bà tiếp. Nhưng lãnh đạo tại Nghệ An bướng bỉnh không chịu, nên chuyện Thứ trưởng Lương Tam Quang sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó đã không thành công. Tuy nhiên, ông Tô Lâm và Bộ Công an liên tiếp có những biểu hiện lạm quyền, đe dọa các lãnh đạo trong bộ máy đảng và nhà nước là điều có thật. Việc này đã diễn ra một cách có hệ thống và thường xuyên. Đó là lý do vì sao sự ủng hộ của ban lãnh đạo đối với Chủ tịch Tô Lâm rất thấp, như đã xảy ra trong kỳ Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm vào cuối năm 2023. Nhưng Chủ tịch Tô Lâm lại không coi đó là bài học kinh nghiệm. Mới đây, ông Tô Lâm đã đi quá xa trong chủ trương tăng thêm sức mạnh của Bộ Công an. Đó là chuyện liên quan đến sự ra đời của cái gọi là lực lượng an ninh cơ sở, với hơn 300.000 biên chế nhằm mục đích thách thức quyền lợi của Bộ Quốc phòng và ngay cả quyền lực Bộ Quốc phòng đang nắm. Lâu nay, quân đội Việt Nam được đánh giá là lực lượng không tham gia vào việc tranh chấp quyền lực trong nội bộ của Đảng. Điều đó càng khẳng định uy thế và vai trò của quân đội Việt Nam trong việc là tấm lá chắn cuối cùng để bảo vệ sự an toàn về an ninh chính trị của Đảng và nhà nước. Trong giai đoạn gần đây, nhiều biểu hiện cho thấy các tướng lĩnh lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã có những sự thay đổi quan trọng, quan điểm kiềm chế quyền lực của ông Tô Lâm và Bộ Công an. Đây là vấn đề rất lớn và mang ý nghĩa lâu dài với tương lai chính trị của ông Tô Lâm để tiến tới chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng lần thứ 14. Sẽ tổ chức vào đầu năm 2026. Nguyên tắc tập trung dân chủ là điều kiện tiên quyết để bắt buộc đối với sự lãnh đạo của Đảng. Nghị quyết tập thể dựa vào biểu quyết của số đông trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương. Trong khi ông Tô Lâm chỉ là một trong ba phương án để lựa chọn nhân sự Tổng Bí thư bao gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Quan trọng hơn cả, dường như ban lãnh đạo Bắc Kinh không muốn chọn ông Tô Lâm cho chiếc ghế này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao nếu không thay đổi, Tô Lâm
không thể dễ dàng trở thành Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ 14. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.